Xin chào mọi người đã quay trở lại với Phong Bóng Truyền. Hôm nay ngày 24 tháng 9, lượt trận đấu tiếp theo của giải sẽ diễn ra. Trận đấu thứ hai của đội bóng Việt Nam trong ngày hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ. Đó là trận đấu giữa Hóa Chất Nước Gia Lào Cai và đội bóng chủ nhà Nakhon Ratchasima Thái Lan. Đây được dự đoán là một trận đấu rất khó khăn với đội bóng Việt Nam. Trong đội hình của Nakhon có vận động viên đáng chú ý, đó chính là chủ công Sasipapon. Chủ công này hiện tại đang là thành viên của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Còn với Hóa Chất Đức Giang, đội bóng cũng đang có tinh thần cao sau khi đã có chiến thắng ở lượt trận đấu thứ hai. Trên bảng xếp hạng hiện tại, đội bóng chủ nhà Nakhon đang đứng ở vị trí thứ hai với một chiến thắng và một trận thua, có được 4 điểm. Còn Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đang đứng ở vị trí thứ ba cũng với một chiến thắng và một trận thua, có được 3 điểm. Sau đây, hãy cùng Phong dự đoán đội hình xuất phát của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai trong trận đấu rất quan trọng này. Chơi cặp chủ công đó sẽ là Enena và Trần Tú Linh. Đối chuyển đó là Hồng Ngát. Chuyển hai Tichia Bolet. Chơi cặp phụ công đó sẽ là Trần Thế Bích Thủy và Lý Thiên Luyến và Libero Thanh Liên. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu đầy khó khăn với Hóa Chất Đức Gia Lào Cai, nhưng hy vọng rằng các cô gái Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu thật hay. Xem trực tiếp trận đấu này ở đâu đang là điều mà rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền ở Việt Nam quan tâm. Theo Phong được biết, đến thời điểm hiện tại, hôm nay và cũng là ngày thi đấu thứ ba của giải, chưa có nhà đài nào trên Việt Nam có bản quyền của giải đấu này. Tuy nhiên, mọi người hoàn toàn có thể theo dõi trên những nền tảng khác, và một trong những nền tảng có khả năng rất cao là sẽ trực tiếp, đó chính là trong web Thập Cẩm TV nha mọi người. Mọi người nhớ lên thi đấu để cổ vũ cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai nha mọi người.